nhỏ nhỏ. Bốn đi đây. Theo đêm để gì trời. Chả hiểu ông nhắn gì. Sao im. Má mấy bao cát. Thôi má mà tôi về xa. Tức là phải mở dép đi lông ly mới được. Trời ơi. I can feel them. What's that? Trời ơi. Cần là sao đi anh chịu chơi thế. Tôi mất chỗ nên cũ không ta hạn để anh cũ vậy trời. Anh cứ chờ ở đây thì đi trốn. Ở đâu rất nó mấy. Ở xa thế. Máy mắt cũ. Rồi sao ông cũ 51 má. Trời ơi, cái con Messi nó lựa cái máy. Mẹ máy giữa map không lựa, chọn máy gốc map. Đói luôn đó má. Đói vãi cực luôn. Má vãi cực ông không hiểu luôn. Má Messi thích máy giữa map á. Trời ơi, ai chơi mày? Còn thì nữa vào 51 rồi. Trời ơi là trời. Con khủng Messi. Cái lúc mà bị cục nó không chịu chạy luôn. Đợi tới người ta ngồi một phần ba cái ghế rồi nó mới bắt đầu tới. Ui ủa xong chính thức ai được không hiểu luôn. Biết đâu. Đâu. Ui. Má lo anh đi đáp quá không có. Bực phải mẹ nước hoa đã vậy còn bị lát nữa. Bực phải luôn. Không hiểu luôn á. Em mốt cứt cái trời. Má đúng ghét mà khùng gây xa luôn, làm gì cũng ghét. Ôi ôi, đọc được cái ván nha. Ê, anh đi ba bù. Mày đi máy hả bà? Anh còn có đúng một máy ha. Ok, chắc mình phải đến đây. Anh đi ba bù.
bên này cũ không có dám sống. Ôi ông ơi. Ôi, nổ máy, nổ máy, nổ máy. Bye bye. Trời, cái con Amelia nó chơi hết trời, nó đứng dơ quá, nó đứng dơ ba phát rồi. Đứa nào tụi nó đang mở cái cổng nào vậy? Tụi nó đang mở cái cổng, cổng nhà to là con Vision nào mở xong rồi nè. Okay. Con Machinery đang chạy về cổng nhà to. Rồi đúng rồi đó, thắng rồi đó. Vì ta thì xa thể ê ê ê ê ê ê. Hay quá đi, tưởng thua má. Em thấy cái con Camilla nó chơi thành tọ hơi chán. Rồi em muốn mồi chết đi không?